Vâng, em xin gửi lời chào tới toàn thể quý anh chị khách hàng đam mê trên mọi miền Tổ quốc cùng quay trở lại với kênh YouTube Việt Dưới Chất Hotline tư vấn là 0968228889. Ngày hôm nay thì em Việt sẽ mang tới giới thiệu với các bác một mẫu xe gầm cao 7 chỗ rất sang xịn và đẳng cấp. Bởi khi mới chúng ta phải bỏ ra mức giá lên tới 2 tỷ 7 thì các chị chúng ta mới có thể sở hữu một chiếc xe như này lăn bánh ở trên đường. Nhưng với một mẫu xe mà hiện tại còn rất là mới, nguyên zin nguyên bản, cam kết với các bác không một lỗi nhỏ, các anh chị hoàn toàn có quyền là đem đi check hãng trước khi mà chúng ta giao dịch. Và với những người đam mê, với những ai thích một chiếc xe với một cái form dáng thực sự hầm hố và quan trọng nhất là khả năng vận hành có thể nói là xứng đáng với danh xưng vua địa hình của chiếc xe này, thì các bác hãy dành một chút thời gian theo dõi và đánh giá chất lượng của chiếc xe mà em Việt đang có tại đây các chị nhé. Đầu tiên thì chúng ta có thể khám phá cái không gian nội thất bên trong của chiếc xe này. 2 tỷ 7, một cái mức giá rất là lớn, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có những tính năng gì? Các bác sẽ có một cái bộ ghế da phải nói là khá chất lượng. Đấy, chúng ta cảm giác sờ vào rất êm, mềm. Đấy, và chất lượng của nó theo thời gian thì các bác có thể nhìn giúp em này. Đấy, đến bây giờ thì nó cũng còn khá là ổn, không xuất hiện nhiều những vết nhăn. Đó, đương nhiên rồi, đúng không ạ? Và ghế da xịn nó phải như vậy. Và tất cả từng cái tem mác các bác có thể thấy là còn nguyên zin nguyên bản nhá. Đấy, móc khóa này, con này là phiên bản được nhập Nhật, nhập khẩu nguyên chức cả con từ Nhật về các anh chị ạ. Đấy, và các bác có thể thấy là màu vàng cát rất đẹp và hợp với các anh chị chúng ta mệnh thổ. Đó, và chúng ta khám phá cái nội thất bên trong của chiếc xe này đi trước khi mà các anh chị chúng ta có thể cùng em khám phá ngoại hình của chiếc xe này. Vô lăng khá lớn. Đấy, với 4 chấu và nó không nhiều tính năng. Đấy, nhưng mà cái mà quan trọng nhất của dòng xe này đó chính là cái cảm giác mà các bác cầm lái nó và chinh phục những cung đường thì thực sự là vô cùng tuyệt vời. Và hiếm cái mẫu xe nào có thể mang tới cho chúng ta cái cảm giác tự tin khi mà chinh phục những cung đường gồ ghề như chiếc xe này. Vâng, phải nói là một cái cảm giác thực sự rất đáng tiền để chúng ta bỏ ra để sở hữu. Đấy, vô lăng cầm nắm rất chắc chắn. Và các bác thể thấy này, đấy, cái từ cái khóe vô lăng nó còn mới như này. Và xe thì mới lăn bánh chuẩn được 13 vạn km. 13 vạn km với cả một chiếc sản phẩm đến từ thương hiệu Toyota thì không phải quá nhiều đâu các chị nhá. Đấy, và xe thì vẫn được trang bị đèn cơ thôi. Và gạt mưa cũng là cơ, không phải là auto. Đấy, cửa gió điều hòa thì đây. Gương chính kính chỉnh điện mà có cặp gương tự động. Đó. Đấy, và các chị thấy là các chi tiết ở phần bản lề cửa nguyên zin nguyên bản nhá. Tapi cánh cửa thì sử dụng những vật liệu nhựa kết hợp với nhung nỉ ở phía dưới này. Đấy, cũng không có da. Nhưng mà nhìn cái form của nó phải nói rất chắc chắn. Và toàn bộ kính đều là kính auto nhá. Đấy, kính là kính auto các bạn. Và xe trang bị số tự động và động cơ máy xăng 2.7. Đấy, ở đây thì các bác có thể thấy cái vô cần số của nó còn rất là mới này. Đó, vâng, có cổng sạc 12V và hệ thống điều hòa của chiếc xe này là hai vùng độc lập. Ok chưa ạ? Có auto. Đấy, và con này thì các bác có thể là gài cầu thì chúng ta có thể gài cầu đây, con này bản hai cầu nhá. Đó, nhập Nhật bản hai cầu, các anh chị có thể thấy chúng ta gài cầu bằng một cái phím ở đây. Ở đây chúng ta có một cái đầu đĩa này, đầu đĩa MP3 này. Đấy, và cái CD này. Không quá nhiều công nghệ và một cái màn hình. Phải nói là khá đơn sơ so với một chiếc xe mà từng trị giá lên tới hơn 2 tỷ. Đấy, gương chiếu hậu cũng là gương chiếu hậu rất là bình thường. Đấy, và như các bác thể thấy là tất cả những tem mác nó còn nguyên zin nguyên bản. Đấy, giá trị của dòng xe này thì như em nói là nó là ở khả năng vận hành cũng như là một cái form dáng thiết kế mà được nhiều người ưa thích. Đấy, hầm hố. Đấy, và các bác thể thấy này, tất cả điều chỉnh cơ. Đây có thể nói là một trong những chi tiết có thể góp phần làm lên cái độ bền bỉ của những sản phẩm từ thương hiệu Toyota. Bởi tất cả nó đều được chỉnh cơ, đúng không ạ? Không sử dụng quá nhiều các thiết bị điện. Đấy, điện thì chúng ta sẽ lo lắng là sau quãng thời gian sử dụng nó sẽ gặp một vài những vấn đề trục trặc. Nhưng mà với những chi tiết mà chỉnh cơ như này thì các anh chị chúng ta có thể thấy là nó cực kỳ bền bỉ. Đấy, đó là một cái giá trị mà có thể nói là được nhiều người ưa thích trên cái dòng xe này. Đấy, và các chi tiết nội ngoại thất của xe này còn rất là ok các chị nhá. Đấy, và chúng ta cũng có cả một cái màn hình cam lùi khá là sắc nét. Đấy, đây, một cái màn hình cam lùi các bác này. Đó. Và máy nổ rất êm. Vâng, dù chiếc xe được trang bị động cơ máy xăng 2.7 và em đang để nổ máy và các bác có thể cảm nhận là tiếng máy gần như là không vọng vào bên trong khoang nội thất của chiếc xe này đâu. Đấy, đồng hồ cơ hiển thị một vài những thông số xăng, nhiệt độ. Đấy, và mức công tơ mét hiện tại là 13 vạn rưỡi chuẩn các chị nhá. Đấy, chìa khóa cũng là chìa khóa cơ. Đó, và một chiếc xe 2 tỷ 7 mà các bác có thể thấy là không nhiều tính năng nhưng mà người ta vẫn bỏ tiền ra để có thể sở hữu thì đương nhiên là nó sẽ có những điểm thu hút đặc biệt, đúng không ạ? Và đây là cái hàng ghế thứ hai của chiếc xe này. Thì các bác có thể thấy là rất là rộng rãi, đúng không ạ? Đủ chỗ cho chúng ta ngồi ít nhất là 3 người lớn. Đấy, và cái thứ hai nữa là các chúng ta có thể thấy là cái chất lượng ghế da của nó này. Đấy, theo thời gian nhưng mà còn khá là mới nhá. Rất mới thì đúng hơn. Ghế da êm mềm. Đấy, rất đẳng cấp xịn sò. Cửa gió điều hòa thì các anh chúng ta sẽ có ở phía trên này. Đấy, phía trên này. Và các bác có thể chỉnh nhiệt độ này, hướng gió này,
Đấy, thông qua những cái phím bấm ở đây. Đấy, và một khu vực ở đây lại không có cửa gió điều hòa chỗ này các bác nhá. Đó, và ở đây chúng ta có một cái cổng cắm sạc 12V. Và một chiếc xe gầm cao 7 chỗ rất là rộng rãi, tiện nghi nhưng mà lại không có quá nhiều công nghệ. Vâng, vậy thì chúng ta có thể ra ngoài và khám phá một chút cái ngoại hình của chiếc xe mà em Việt đang có tại đây các anh chị nhá. Vậy trước mặt các bác, ở đây em Việt đang có là một chiếc Land Cruiser Prado phiên bản TXL sản xuất năm 2012 nhập Nhật. Được, và một chiếc xe với một cái form dáng thiết kế thực sự rất là đồ sộ, hầm hố. Đấy, và đặc trưng của nó chính là cái khả năng vận hành mà có lẽ là bất kỳ ai vâng yêu thích off-road thì các bác cũng sẽ mong muốn sở hữu cái dòng xe này. Đấy, và đây là một cái mẫu xe cũng nói luôn là được rất nhiều quan chức ưa thích. Đấy, và Land Cruiser thì bao giờ nó cũng sẽ có cái kiểu mở cửa kính trên này. Đấy, bằng một nút bấm này. Đấy, thì các bác có thể mở cái kính này nhá. Đấy, để chúng ta để đồ mà không cờ mở cả cái cốp phía sau của chiếc xe. Đấy, còn cốp của nó thì đây các bác có thể thấy. Đấy, chúng ta mở đây. Đó, thì các bác mở ra như này, mở ngang. Đấy, và chúng ta sẽ có một cái không gian cốp cực kỳ là rộng. Đấy, nếu các anh chị trong trường hợp các bác chúng ta không dùng đến hàng ghế thứ ba thì các anh chị chúng ta gập phẳng như này thì các bác sẽ có một cái không gian để đồ phải nói là vô cùng rộng rãi. Đây cũng là một cái kiểu mở cửa đặc trưng của dòng Prado, mà kể cả đến những cái dòng xe như là GX 460 của Lexus cũng là một cái mẫu xe song sinh với chiếc Lexus, chiếc Prado này, nó cũng có kiểu mở như này. Đấy, và tất cả từng cái tem mác các bác có thể nhìn giúp em. Vâng, nguyên zin nguyên bản. Đó, rất là đẹp nhá. Và đây, độ zin nguyên bản các bác thấy là từ cái ốc đinh tán này. Đấy, nó còn nguyên zin như này. Đó, từng con ốc này. Ok chưa ạ? Vâng, rất hợp lý với những ai yêu thích sự bền bỉ và khả năng vận hành. Đó, còn trong trường hợp cần thiết chúng ta có thể kéo cái hàng ghế thứ ba lên, và các bác chúng ta sẽ có hàng ghế sau đủ chỗ cho hai người lớn ngồi nữa. Rất ok đúng không ạ? Và phía trên này thì các bác cũng có cửa gió điều hòa và đèn trần. Đấy, đèn trần đây các anh chị nhá, rất là sáng này. Đấy, và một chiếc xe rất nhiều người yêu thích, phải nói như vậy. Bởi cái dòng này thực sự là nó cực kỳ bền bỉ, lành tính. Và chất lượng của nó thì các bác nhìn này, cái đèn của nó, đèn hậu của nó theo thời gian 2012 nhá, nhưng mà đến bây giờ các bác nhìn nó vẫn còn trong suốt như pha lê. Và cũng không được trang bị bóng đèn LED mà chỉ được trang bị bóng đèn halogen thôi. Đấy, đấy là một cái mà nói lên sự bền bỉ của dòng xe này. Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau và lốp dự phòng ở phía dưới. Đấy, bạn có thể ngó qua phần gầm này. Đấy, để cho các bác có thể tham khảo. Đấy, và gầm rất đẹp luôn nhá, bao zin nguyên bản của các anh chị từ A đến Z. Và đây, chúng ta có thể tham khảo giúp em sang cái đèn hậu bên phía này. Đó, nó đẹp xuất sắc luôn nhá. Vâng, có giá nắp để đồ trên cao, bậc cửa lên xuống. Đấy, la răng 6 chấu, vâng, 4 phanh đĩa, lốp rất là dày. Và phải nói là chúng ta đứng cạnh chiếc xe này thì nhìn nó rất là nhỏ bé, bởi cái form dáng thiết kế của chiếc xe thực sự cực kỳ hầm hố. Vâng, rất hầm hố luôn các anh chị ạ. Và xe nó chạy chuẩn 13 vạn nên các bác nhìn này, từ cái la răng hay đến kể cả cụm phanh bên trong. Đấy, nó vẫn còn rất là mới. Được chưa ạ? À, cũng được tích hợp một cái đèn xi nhan ở trên gương chiếu hậu. Đó, con này thì cực kỳ ok luôn các bác nhá. Và cái điểm nổi bật nhất của dòng Prado đó chính là cái phần đầu của xe này. Các bác thấy nó trông nó dữ dằn chưa ạ? Đấy, vâng, hệ thống đèn pha thì được trang bị bóng đèn bi. Và độ đẹp của nó thì các bác nhìn giúp em, siêu đẹp luôn, trong suốt như pha lê, kể cả phần đèn gầm phía dưới cũng vậy. Đấy, mặt ca lăng với những chi tiết chrome tạo hình giống như là thác đổ, rất cứng cáp và nam tính. Đó là giá trị của chiếc Prado này. Và các bác nhìn cái phần đầu của nó đi, yêu luôn đúng không ạ? Đấy, con này thì miễn bàn về chất nhá. Vâng, miễn bàn về chất luôn các chị ạ. Quá đẹp luôn. Vâng, với những ai mà thích một cái form dáng hầm hố đẳng cấp thì có lẽ đây là một cái lựa chọn cho quý anh chị. Và các bác để ý này, những cái đường mép này, giữa mặt ca lăng này và phần thân xe nó phải đều khít như này, thì chứng tỏ là chiếc xe nó không bị đâm đụng, không bị va chạm. Rất ok đúng không các bác? Đó, vâng. Quá tuyệt vời luôn. Một cái form dáng thiết kế thực sự là đẳng cấp đến từ chiếc Prado. Vâng, vậy thì nội thất và ngoại thất chiếc xe các bác đã có thể đánh giá được rồi đúng không ạ? Sơn si bên ngoài gần như là các chị chúng ta về không phải làm gì cả. Và bây giờ thì em sẽ quay các bác cái phần động cơ, cỗ máy của xe để xem nó hoạt động ra sao sau quá trình sử dụng được không các bác. Vâng, vậy thì đây là khoang động cơ máy xăng 2.7 của chiếc Land Cruiser Prado. Và em đang để nổ máy nhưng các bác có thể thấy là máy nổ quá êm luôn. Đây, dây Cora vẫn đang chạy. Vậy ra máy nó tươi, nó sáng màu như này. Con này thì bao zin các bác từ A đến Z nhá. Anh chị nào chưa yên tâm, các bác hoàn toàn có quyền là đem đi check hãng một lần nữa trước khi chúng ta giao dịch với chiếc xe này. Đấy, phải nói là con này về độ đẹp, độ chất thì khẳng định luôn là hiếm có, khó tìm các bạn. Đấy, xe rất là xuất sắc về chất lượng luôn. Đấy, và với những ai đam mê thì các bác tham khảo con này giúp em. Đó,
quá đã luôn. Đấy, tất cả từ cái cabo các bác nhìn này. Đấy, tem mác nguyên zin nguyên bản từ A đến Z nhá. Đấy, đầu răng thì đây, cái chi tiết nhựa các bác nhìn này, nó mới đến mức độ như này. Nó không có vết vặn. Đấy, thì nó có phải nói là đẹp. Đó, và máy lổ thì quá êm ái rồi các bạn. Quá chất luôn. Và vậy thì ngày hôm nay với chiếc Land Cruiser Prado 2012 phiên bản nhập Nhật động cơ máy xăng 2.7, mức giá mà em Việt đang chào bán cho chiếc xe này chỉ có 830 triệu đồng và còn có thể thương lượng được. Quý anh chị nào chúng ta yêu mến và quan tâm thì các bác hãy trực tiếp nhấc máy lên và alo cho em theo hotline 0968 22 889, hoặc đến với địa chỉ showroom Việt Xế Chất ở 175 đường An Định, thành phố Hải Dương để lái thử cũng như cảm nhận chất lượng chiếc xe các bác nhé. Một lần nữa thì cảm ơn quý anh chị đã cùng theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc các bác một ngày mới thật vui vẻ và ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới về tại kênh YouTube Việt Xế Chất.